Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Đức CSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối ở bài số 3 hàm số liên tục. Trong phần cuối này có những kiến thức rất cơ bản để chúng ta làm nhanh hàm số liên tục. Do đó các em cần nắm vững phần này. Hai lớn, một số định lý cơ bản. Một nhỏ là tính liên tục hàm số sơ cấp cơ bản. Thế thì hàm số sơ cấp cơ bản là những hàm số này. Đó là hàm đa thức này. Hàm phân thức hữu tỉ, tức là tử và mẫu đều là đa thức. Thì gọi là hàm phân thức hữu tỉ như bài này này. Đây là hàm phân thức hữu tỉ này. Đây là đa thức này. Rồi hàm lượng giác. Y bằng sin x, y bằng cột, y bằng tan x, y bằng cô tan x của em. Đó là những hàm số sơ cấp cơ bản. Và ngoài ra còn thêm một số hàm số nữa. Khi nào chúng ta học thì chúng ta sẽ bổ sung thêm. Thì bây giờ người ta hỏi câu hỏi như sau này để chúng ta tìm hiểu kiến thức mới. Đây là cái câu số 3 này các em này. Quan sát đồ thì hàm số y bằng x bình phương trừ 4x cộng 3 như hình 14A thầy vẽ sau. Và y bằng x cộng 1 trên x trừ 1 với điều kiện là x khác 1 của hình 14B. Và hàm số y bằng tan x hình 14C. Và nếu nhận xét về tính liên tục của mỗi hàm số đó trên từng khoảng của thập xác định. Như vậy các em biết rằng là nhìn trên đồ thị á, mà đồ thị của nó là một đường liên nét thì nó hàm số đó là liên tục đúng không nào? À, hình 14A đây các em này. Các em thấy nó có liên đồ thị nó có liên nét không? Khi chúng ta vẽ thì thấy chúng ta thấy là cái nét nó liên đúng không? Nó liên như vậy đó. Liên nét. Mà liên nét tại mỗi điểm thì hàm số liên tục tại mỗi điểm đó các em. Cho nên là câu này rất đơn giản. Hình 4 là hàm số y bằng x bình phương trừ 4x cộng 3 có tập xác định là R. Có đồ thị là đường cong parabol liên mạch nên hàm số liên tục tục trên toàn bộ khoảng xác định. Đó là trực trừ vô cực đến cộng vô cực. Vậy chúng ta xong ý thứ nhất nha. Bây giờ chúng ta sang hình thứ hai này. Hình thứ hai. Thì nhìn vào hình này thì các em sẽ quan sát cái điểm nó di chuyển. Nó có hai khoảng xác định rồi các em. Nó lên dương vô cực các em. Và đây là từ âm vô cực đi lên em này. Âm vô cực. Các em nhìn vào trong cái đồ thị này, các em thấy này, khi chân về một cộng thì hàm số f chân tới dương vô cực, khi chân tới một trừ thì hàm số f chân về âm vô cực, và các em thấy đồ thị của nó cũng là đường liên nét trên hai khoảng xác định, đó là khoảng xác định từ âm vô cực đến một và một đến cộng vô cực. Như vậy chúng ta thấy hàm số này cũng liên tục trên hai khoảng xác định đúng không ạ? Hàm số ở hình 14 này, hình 14. Hàm số y bằng x cộng 1 trên x trừ 1 có tập xác định là r trừ cho 1. Có đồ thị là hai nhánh. Sau này kèm mà sao cái đồ thị này ở lớp 2. Đồ thị là hai nhánh. Là hai đường cong liên mạch trên hai khoảng xác định. Hai khoảng xác định là khoảng âm vô cực 1 và khoảng 1 đường dương vô cực. Nên hàm số nó liên tục trên từng khoảng xác định. Bây giờ chúng ta sang hình 14C. Các em có nhớ cái đồ thị hàm số y bằng tan x không? À. Hàm số y bằng tan x là một hàm số đồng biến trên khoảng trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Hàm số này có chu kỳ là pi cho nên nó rời sang bên phải pi đơn vị thì được cái đường thứ hai này các em này. Cộng thêm pi nữa nó ra đây các em này. Trừ cho pi thì nó ra đây các em này. Nên còn một nửa được các em này. Thì để như vị trí này là như vậy đó. Thầy để lại cái vị trí bởi vì thầy biết cái gì? Giá trị rồi. Thầy là pi trên 2 nằm đây em này. Pi nằm đây này. Và pi trên 2 nằm đây này. Để trừ pi trên 2 vị trí này này. Thì bây giờ chúng ta thấy này, trên từng cái khoảng xác định của hàm số tan có vô số khoảng.
đô thị Hàm Số 8 cũng là một cái đường liên mạch chẳng hạn. Chúng ta tạo vết cho nó để nó chuyển động để chúng ta thấy. Các em thấy không? Đường nó liên nét như vậy, hàm số liên tục. Sau này các em lên lớp 12 thì những cái đường mà gạch gạch này người ta gọi là tiềm cận đứng đấy các em. Tiềm cận đứng là vì về vô cực dương hoặc vô cực âm thì cái đồ thị của nó gần sát với cái đường này, cho nên đường này gọi là đường tiềm cận. Như vậy thì nhìn vào đấy thì các em thấy rằng là ở trên rất nhiều khoảng thuộc tập xác định của hàm số 8 thì đồ thị của chúng trong từng khoảng đó cũng là một cái đường liên nét, cho nên hàm số f bằng tăng x cũng liên tục trên từng cái khoảng xác định của nó. Như vậy chúng ta có nhận xét là ở hình 14c thì đồ thị hàm số y bằng tăng x có tập xác định trong cái khoảng thì viết là trừ pi 2 cộng k pi, pi trên 2 cộng với k pi, có đồ thị chia thành nhiều nhánh, mỗi nhánh là các đường cong liên mạch, đường cong liên mạch. Đường cong liên mạch. Mà đường cong liên mạch ấy, thì sao các em? Thì suy ra là hàm số đó liên tục trên từng cái khoảng xác định. Đây là từng khoảng xác định các em. Ứng với một k là chúng ta có một khoảng k nguyên. Ứng với một giá trị k chúng ta có một khoảng, mà tập hợp số nguyên thì vô hạn, cho nên nó có rất nhiều khoảng. Ở trên này chúng ta mới nhìn thấy là một khoảng, hai khoảng, ba khoảng, bốn khoảng thôi, mà chưa đầy đủ phần gan. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có một cái kiến thức cơ bản, đó là những cái hàm số sơ cấp cơ bản này này, mà nó xác định ở đâu thì nó liên tục ở đó. Bây giờ chúng ta sang cái định lý sau đây. Các hàm số đa thức, đa thức là có tập xác định R các em nhé. Hai hàm số lượng giác là sin x và cos x cũng xác định trên R, cho nên liên tục trên R. Vì đồ thị của chúng là một đường liên trên R. Các hàm số phân thức hữu tỉ, tức là tử là một đa thức, mẫu là đa thức đó. Và hai hàm số lượng giác tăng x và có tăng x thì liên tục trên từng khoảng xác định của nó. Hàm số hữu tỉ có thể là tập xác định của nó là R, có thể là nó từng khoảng các em nhé. Bởi vì nếu như mẫu của hàm số hữu tỉ là x bình phương cộng 1 thì nó xác định trên R, và ví dụ như mẫu của nó là x bình phương trừ 1 thì nó bỏ đi 2 điểm cộng trừ 1, tức là nó có 3 khoảng. Thì nếu nói, nếu mà cái điều kiện của cái hàm số này chúng ta tìm được thì chúng ta sẽ tìm được tập xác định của nó. Tìm được cái điều kiện hàm số có nghĩa thì chúng ta tìm được tập xác định. Mà tìm được tập xác định thì chúng ta biết là nó sẽ liên tục trên từng khoảng xác định đó. Và ý thứ ba là hàm số căn bậc 2 của x. Hàm số y bằng căn bậc 2 của x thì điều kiện là x lớn bằng 0. Cho nên nó xác định đến cái nửa khoảng không cộng vô cực. Cho nên nó cũng liên tục trên nửa khoảng này. Dĩ nhiên ở điểm 0 nó liên tục bên phải các em nhé, không liên tục bên trái. Đấy là các em đã biết rồi. Thế thì nói tóm lại, cái nội dung định lý này nên như thế này này: những hàm số sơ cấp cơ bản, tức là những hàm số mà các em đã biết đó, các em đã học đó, thì nó xác định ở đâu thì nó liên tục ở đó, mà nó không xác định tại điểm nào thì tại điểm đó là điểm gián đoạn. Nói chung là mình cứ hiểu như vậy cho nó gọn. Bây giờ bài số 3 là hàm số fx bằng x cộng 2 trên x thứ 8 có liên tục trên mỗi khoảng là trừ vô cực 8 và 8 cộng vô cực không, thì các em nhìn vào đây này, hàm số này không xác định đấy bằng 8, mà trong hai khoảng này đã loại điểm 8 rồi các em nhé. Thì nó xác định trong hai khoảng này, cho nên nó liên tục. Hàm số này là hàm số có dạng gì các em? Phân thức hữu tỉ này, tự là một nhị thức bậc nhất, mẫu là nhị thức bậc nhất. Chỗ này quá đơn giản. Hàm số fx bằng x cộng 2 trên x trừ 8 là hàm phân thức hữu tỉ xác định trên khoảng trừ vô cực 8 và khoảng 8 cộng vô cực, cho nên nó liên tục trên khoảng này. Theo định lý đấy, hàm phân thức hữu tỉ xác định ở đâu thì liên tục ở đó, nó xác định trên hai khoảng thì nó liên tục trên hai khoảng.
Như vậy là chúng ta hiểu cái nội dung định lý để chúng ta vận dụng như vậy. Bây giờ chúng ta sang cái mục thứ hai, để đẩy lên một cái kiến thức cao hơn nữa để chúng ta vận dụng. Đó là tính liên tục của tổng hiệu thương của hai hàm số liên tục. Tổng hiệu tích thương của hai hàm số liên tục. Chúng ta làm bài tập để khám phá kiến thức này. Cho hai hàm số fx bằng x mũ 3 cộng x để làm đá thực em này. Và rx bằng x bình phương cộng 1 với mọi x thuộc r. Thì hai hàm đá thực này có tập xác định r, cho nên chắc chắn nó liên tục trên r rồi. Cái chỗ này chúng ta biết rồi. Bây giờ người ta hỏi này, hãy cho biết hai hàm số fx và rx có liên tục tại x bằng 2 không? Thì chỗ này chúng ta trả lời ngay, đúng không? Bây giờ chúng ta trả lời ý thứ nhất trước. Tại x bằng 2 thì chúng ta có thể nói ngay là hai hàm số này, hai hàm số đa thức nó xác định trên R cho nên nó liên tục trên R. Thôi để vì phục vụ cho câu sau, cho nên chúng ta sử dụng cái định nghĩa để chúng ta tìm. Tại x bằng 2 đi, thì ta có lim của fx khi trên vi 2 thì bằng lim của x mũ 3 cộng với x. Thì các em thay nó vào thì các em được là kết quả là 2 mũ 3 cộng với 2 là 8 cộng 2 là 10. Bằng F2 luôn các em nhé. Bằng F2 đó. F2 cũng là 8 cộng 12 cũng 10. Mà lim Fx khi nhân về 2 mà bằng F2 thì suy ra hàm số này liên tục thay bằng 2. Đó là thầy nhắc lại để cho nó đơn giản, để các em nhớ lại đó. Chứ còn nói chung là hàm số đa thức nó xác định ở đâu thì liên tục ở đó. Thì mình nói là liên tục tại 2. Ở đây là thầy đi tìm cái giới hạn luôn, cho nên thầy làm cái tính này vừa ôn lại cho các em để chúng ta phục vụ làm cho cô B được em này. Tiếp tục tại bằng 2. Tự nhiên cái chữ này nó xuất hiện. Tại bằng 2 thì ta sẽ hàm số rx tiếp. Hàm số rx là một hàm số đa thức, đúng không? Cho nên nó xác định ở đâu thì liên tục ở đó, cho nên nó liên tục tại điểm bằng 2. Mà vấn đề là mình đi tìm cái giới hạn này. Ta tìm cái giới hạn này. Lim của rx khi trên về 2 thì bằng lim của x bình phương cộng với 1 khi trên về 2. Kèm thay 2 vào thì chúng ta được kết quả là 2 bình phương cộng với 1 là bằng 5. 2 bình phương cộng 1 bằng 5 thì cũng bằng r2 đấy các em. R2 cũng bằng 2 bình cộng 1. Tính liên tục thì chúng ta biết rồi. Như vậy từ đây chúng ta cũng suy ra là hàm số liên tục thay bằng 2. Như vậy là thầy tìm cái giới hạn này các em này để làm câu B đó. Như vậy đến đây các em nhớ là F2 bằng 10 nhá, R2 bằng 5 để chúng ta làm câu B. Câu B là các hàm số F cộng R sau đó là hiệu tích thước có liên tục tại bằng 2 không. Thì bây giờ mình đi xét hàm số tổng rồi đó. Câu B chúng ta xét trường hợp là hàm số tổng này tại bằng 2 này. Thì các em tìm lim của fx cộng rx có bằng lim của f2 cộng r2 không đó. Thì bây giờ chúng ta trước hết chúng ta tìm lim được rồi đó. Lim của f cộng r thì lim của tổng thì bằng tổng của lim. Bằng lim của f khi trên về 2 cộng với lim của rx khi trên về 2. Mà lim của f khi trên về 2 thì bằng mấy cái? Bằng f2 này, vì nó liên tục rồi. Thì chúng ta viết là bằng f2 cộng với R2 luôn cũng được, hoặc là viết là bằng 5 cộng với 10 cũng được, cũng bằng F2 cộng R2. Viết sao cũng được cả, chỗ này chúng ta viết nhanh thôi. Chúng ta viết bằng 10 cộng với 5. 10 cộng 5 thì bằng F2 cộng R2. Như vậy là lim của Fx cộng Rx khi trên V2 thì bằng F2 cộng R2 thì theo định nghĩa liên tục. Thì cái hàm số F cộng R này có liên tục tới bằng 2 em. Có đúng không? Thì bây giờ các em thấy này, nếu hai cái hàm số mà nó liên tục tại một điểm thì tổng của hai hàm số này cũng liên tục tại điểm đó. Thấy không? Tương tự chúng ta nói cho hiểu. Thấy bằng 2 thì ta có lim của hiệu F trừ R. Đó, sang ý thứ hai đó. Thấy bằng hiệu của lim. Bằng lim của Fx trừ cho lim của R khi nhân với 2. Mà lim của F trừ lim của R thì bằng 10 trừ cho 5. 10 trừ 5 thì bằng F2 trừ R2. Vậy lim của F
x trừ rễ khi chân về 2 mà bằng f2 trừ rễ 2 thì rõ ràng này theo định nghĩa là hàm số này liên tục tới bằng 2. Hàm f trừ rễ cũng liên tục tới bằng 2. Bây giờ chúng ta sẽ có tích cũng tương tự như vậy thôi các. Thay bằng 2 thì ta có liếm của tích f nhân rễ khi chân về 2. Liếm của tích thì bằng tích của liếm, bằng tích 2 liếm. Bằng liếm của fx nhân với liếm của rễ khi chân về 2. Thì bằng 10 nhân với 5. 10 nhân 5 thì cũng bằng f2 nhân rễ 2. Vậy theo định nghĩa là liếm của tích fx nhân rễ x khi chân về 2 mà bằng f2 nhân rễ 2. Thì theo định nghĩa hàm số liên tục thì hàm số này như thế nào? Ta đem 2 các em. Phải liên tục. Tới bằng 2. Như vậy là ý thứ hai và ý thứ ba là muốn nói rằng là nếu hai hàm số mà liên tục tại một điểm thì hiệu và tích của chúng cũng liên tục tại điểm đó. Bây giờ quá thương thì các em lưu ý tí nhá. Quá thương thì mẫu phải khác không? Mà các em nhớ để ý cho thầy là thương rễ x lập x bình phương của 1 thì nó luôn luôn khác không với mọi x thuộc R rồi. Cho nên rất an toàn. Tại bằng 2 thì có liếm của thương này, f trên rễ này. R là x bình phương của 1 cho nên cái hàm số f trên r này có tập xác định là r như thế. Khi chân về 2 thì liếm của thương thì bằng thương của liếm. Bằng thương của liếm. Mà liếm của f á, x chân về 2 thì bằng f2 là bằng 10. 10 chia cho 5 các em. 10 chia cho 5 cũng bằng f2 trên r2. Vậy theo định nghĩa hàm số liên tục liếm của f trên r khi chân về 2 và bằng f2 trên r2 thì hàm số này liên tục tại x bằng 2. Như vậy qua cái bài tập này chúng ta hiểu như thế nào các em? Hiểu là nếu hai cái hàm số mà nó liên tục tại một điểm thì tổng hiệu tích thương của chúng cũng liên tục tại điểm đó. Được chưa nào? Em hiểu vấn đề đó nhá. Tổng hiệu tích thương của chúng cũng liên tục tại điểm đó. Như vậy thì vận dụng kiến thức này để chúng ta đi xét tính liên tục của hàm số thì nó nhanh hơn. Đi xét trong khoảng này, trong đoạn. Đúng không? Chỉ riêng một điểm thì chắc chắn là chúng ta phải đi tìm cẩn thận. Bây giờ tiếp tục. Chúng ta có kiến thức cơ bản như sau. Định lý nói như sau các em này. Giả sử f và r là hai hàm số liên tục tại điểm x0 khi đó. Câu A là các hàm số tổng hiệu tích thương. Riêng thương thì có một cái ý khác là x0 này phải là một cái điểm làm cho r x0 phải khác không. Thì nói chung là tổng hiệu tích thương của hàm số đó mà liên tục thì nó sẽ liên tục tại điểm đó. Thầy nói lại này. Hai hàm số liên tục tại x0 thì tổng hiệu tích của chúng bao giờ cũng liên tục tại x0. Riêng thương thì phải để ý một tí. F tại điểm r tại điểm x0 phải khác không, tức là tại mẫu thì không nhận x0 là nghiệm. Như vậy là chúng ta hiểu như vậy thôi. Bây giờ chúng ta làm bài số 4, sẽ tính liên tục hàm số sin x cộng với trên r. Hàm số sin x thì liên tục trên r, hàm số cos x cũng liên tục trên r các em này. Cho nên tổng của chúng theo định lý trên nó cũng liên tục trên r. Các em thấy nhanh không? Hàm số sin x và cos x liên tục trên r. Cho nên hàm số y bằng sin x cộng cos x là tổng của hàm số liên tục trên r thì liên tục trên r. Như vậy là chúng ta sử dụng để chúng ta nói rất nhanh cái tính liên tục của các hàm số. Thông thường sau này các em sẽ đi làm bài tập thì thông thường là người ta cho tổng hiệu tích thương của các cái hàm số sơ cấp cơ bản mà như lúc đầu thì nói với các em đó. Như vậy là bài học hôm nay là kết thúc các em này. Chúng ta học xong rồi hàm số liên tục rồi. Hôm sau chúng ta sửa cái bài tập hàm số liên tục này là chúng ta kết thúc chương của ôn tập chương. Thì các em nhà về nhà nhớ làm bài tập ôn tập chương để hôm sau tiếp tục thầy sửa. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.